Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Như Khả em ơi. Và ngày hôm nay thì Khả sẽ mua một cái phi đao. Đó, lôi sắt đời công 179 nha nè. Nói chung cái này dòng 2 nên là mua với giá 12 kim. Thì nó cũng gần tương đương gần 1 triệu nè. Nói chung thì xác định mua thì cũng ok anh em. Và sau khi mua cái đao này thì Khả sẽ hóa lên cấp 10. Cũng như là chúng ta đi đập lên cấp 10 chứ. Đập lên cấp 10 xong nào đi hóa thử ra cái vũ khí nha nè. Ok, và bây giờ chúng ta đi hóa thử nha nè em ơi. Đập lên cấp 10 đó. Đi là cấp 10 đó. Đi đâu, phổ đầy. Phổ đầy mà, phổ trong này nhiều, anh em giao dịch nhiều lắm. Lên cấp 10. Ủa cái cây của đó là của thằng nào nó bán rồi Long? Chả biết. Thì thằng Aloha đó. Anh em. Nó kêu, nó kêu tình lúc mà quỷ Tân kêu 30 kim đó. Bắt đầu nó BM đó, kêu 20 kim. Nói anh nói thiệt các bạn nha, bây giờ server này ấn 2 đó, bạn bán 20 kim ai mua, mình nói thiệt luôn ấy. Nói chung là tầm này mình mua 12 là được, 12 là được rồi. Bây giờ bạn nói đi, bây giờ bạn bán được nhiêu nói mình nói thiệt luôn á. Bây giờ 12 kim chút giá, không có suy nghĩ nhiều, được giao dịch. Mình chết, thằng Minh đâu ra lọt sọt nhảy vô nhanh những mình. Minh có. Tôi muốn đội hóng anh thật. Đó. Đặng bà phát lên Long, Long chưa hết bào 10 kim rồi. Ôi. Một cục hóng Minh. Xong cái nó kêu bạn ơi thôi nó 15 kim cái đồng thời nói thôi thiệt luôn mình thiệt luôn bạn ạ. Bây giờ mình không trả là giá cao nhất rồi. Chào anh em. Ơi thứ nhất okay, phi ơi. Thứ hai là chiếc phát sáng, thứ ba là phi đao. Bạn gì không binh nữa, 12 kim được chút giá được mình mua. Khui nha. Đi đâu cũng đập phải hết cả. Cái đụ gì vậy? Tao qua cái gì vậy? Má lại luôn ta. Cái gì vậy kìa em? Lúc nào thất bại. Chán gơ quá. À, thiệt sự anh Long ơi, chán thiệt sự. Mày qua đây làm gì vậy? Qua tao không muốn bên này mày. Không bên tiếp, đổ cái đồng này. Mày về đi chơi đi. Nói rồi. Chưa ơi. Rồi thành công. Gì đây? Cái gì cũng được. Nào không? Bên là xin cái con nhận cảm ẩn ổng 1 B10 không? Ôi cái bóng má, bóng xấu quá. Bóng là điểm thích. Xấu quá, kích hoặc là sông đao thôi. Rồi, ra. Kích sông đao. Tiếp, bỏ đi. À, cái bóng xấu quá. Bóng ghét nhất luôn. Rồi lên. Con gì rồi coi đi. Tay phi đao này thì cái mình đi đi hỏi giá xong 12 kim để cho Khải nó mua, mà bây giờ Vũ đệ nó mình làm gì sợ kim thì xét thì sao mà nó lấy nhanh vậy. Rồi tiếp tục đậu lên ơi, đậu cái bóng này em ơi, bỏ đi ba phát hai phát rồi đậu hộp bao nhiêu rồi sao mà không đi mình rồi đó. Cười luôn rồi sao mà không đi kim xong đao không được, xong đao hay là thương được chi cũng được. Cặp chơi đâu? Cặp chơi đâu? Chơi đâu? Chạy đâu? Nó đâu? Chết tôi. Đồ. Ở đây nè. Cái lò xét tạm bị mới không? 179 á, mới mua. À, lúc đang nó rồi đéo ra lúc đó rồi nó. Lúc đêm là nó đi ra không trời. Chán. Thôi đó, sáng nó reo 20 kim á mẹ. Ừ. Trả được 12 kim lấy luôn. Giờ mình mang xét định quốc á, nên là mới mua giá đó chứ thực sự đa số những thằng xài năm hành nó xài dòng 2 ít thằng xài lắm. Ít xài lắm. Mà sao xài? Dòng 2 không xài được. Có xài. Rồi giờ sao hả? Đi lá thì tin vậy là sao? Giờ lá thì tin thì sao? Nói rồi, 10 kim đi. 3 phát à? 2 kim nữa, 2 kim nữa. 3 phát nào đây, 2 kim nào? Gần 2 kim nào? Trong phát này trong xu rồi. Nãy nói gầu, kêu gầu, không nghe. Này, thì tin còn nhiều. Phát xé thành cái dọc. Giờ không biết ai còn dư gục phát sáng nào trước mà anh dư quá trời giùm đỡ đông tìm ra ta. Rồi. Nó hết hạn rồi chứ. Chắc hết hạn. Đây còn đúng 3 cục nè. Đúng 3 cục, dư 2 cục. Chắc cái đi kết shop này mấy cục này nó ngoài bán shop có 50 vạn, 100 vạn cục à. Ừ, kết shop đi. Đây. Bán anh em mình tôi dương á, tôi dương ở đâu rồi đâu. Hồi này tôi dương cái khu vực Hoàng Bình luôn á, ngay chỗ khu vực Hoàng Bình có bán được. Phát sáng không. Nên dạng luôn mẹ nó. Tại vì mấy cục này đâu ai xào nhiêu đâu, mất đầy mà. Còn chơi bên kia đâu rẻ. Sao khoan bình đi, sao em? Đi rút con coi. Cảm ơn. Còn chơi bên server kia không? Ôi. Cái tao nghỉ luôn á. Tao sức thật. Mày nghỉ chứ rồi, mày về đây chơi. Ừ. Rồi. Giờ ạc rẻ mà rẻ, ạc rẻ. Trời ạc rẻ cho anh Long nhận một máy kia mua cho ạc nè. Má nữa. Mày nhận mày mấy kia mày không mua, bây giờ mày nói tao đó mày. Không, bệnh vũ khí
Vui ha. Đó, em đang chờ anh Long nè, anh Long Long đầu anh Long kiếm em con này. Rồi, má Rương Kim đẹp dữ vậy. Ừ, thì mới nhận lương. Tí nữa phát cho anh em đó. Khui. Anh Long đánh trong lãng rồi nha. Đó. Nó lại rồi chết quá. Giờ mày phải kêu mày tự xử đi chứ. Một ô anh Long ơi. Một ô rồi. Một ô rồi. Gì đây, gì đây? Phi tiêu. Đồ đồng phi tiêu, phi kiếm đao này nọ ơi. Phi tiêu. Đấy, ok. Đâu? Cũng được. À. Một ô đẹp quá. Rồi phát sáng anh em. Đi rồi, còn nào còn cục đá phát sáng à. Nó bán cho 50 vạn, 100 vạn cho mấy. Rồi phát sáng luôn cho đẹp. Đó. Đang làm video nha anh em. Vì thấy cái cây đấy thì 15 kim là ưng ngay mà Long trả được 2 kim đỡ được tiền hống vinh. À thôi, hai cục sáng rồi thôi. Với nhiều lắm, đỡ đâu tìm ra tìm được 3 cục. Được 3 cục à. Hỏi anh Tùng coi còn nữa. Ai đây gần trong game bên đường này. Từ từ đi tìm. Rồi, phát sáng các anh em ơi. Sáng là 3 ca su với 1 ca vàng. Ok. Phát sáng tầm này chắc còn tốn khoảng tầm 5 đến 7 kim thôi. Thì thiếu chiến tinh hồng nữa lên đảo luôn. Tinh hồng có thể bán 50, có thể bán 70, mua tại nhìn lệ. Rồi chân 2. Ta muốn phát sáng vũ khí. Không biết là màu gì thì lên đảo mới biết được. Đó, bây giờ màu xanh. Ê, cần có một viên lan tinh đủ. Dư thì tinh luôn đóng chịu nè mày. Bỏ bất tỉnh lên như rừng rồi. À thằng em gì anh đưa cho 1,5 kim này Tân ơi. Rồi tí nữa. Chiều vô dạ Tân ơi, đang đi làm anh okay, ơi. Ok. Rồi tí nữa tối giao dịch luôn. Tối này giao dịch không ấy kia luôn. Cho chân 2, không có sáng vũ khí. Nào anh đưa Như Hương luôn cũng được. Bữa em mua yếu mang mà, đưa Như Hương trừ á. Rồi ok, giờ anh đưa Như Hương 1,5 nha. Ủa? À. Chỉ cần có một viên lan thì tinh đỡ vào ô vuông mới có thể nâng cấp à? Ủa quá trời heo. Là sao nó biết bỏ vô luôn trong à? Ngáo vậy. Chắc vậy bỏ trong luôn vậy. Chắc bỏ hết vô luôn rồi. Bỏ hết thì tinh vô trong luôn á. Gì? Không thể địch vào vật phẩm có thời hạn. Ủa là sao má? Bỏ tỷ tinh vô thôi, bỏ hai tinh vô thôi, đừng bỏ đá không sáng. Đúng rồi, nhưng đeo rồi, không bỏ đá không sáng rồi. Rồi, kiểu. Rồi, nhà này chắc bỏ tỷ tinh thôi. Đúng rồi. Rồi, không biết màu gì luôn á. Nhà lên đảo không biết được màu gì. Ai có vi phạm kiểu này không ta? Nghiên cứu vi phạm mà lên tăng điểm cho đẹp luôn em ơi. Rồi, ok em ơi. Và sau khi phát sáng xong thì hiện tại bây giờ thì thực sự là chưa biết được là nó phát sáng màu gì luôn nè. Để Khải mua cái phi phong thử như thế nào rồi test mang cho anh em xem nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đừng quên để lại một like đăng ký ủng hộ chơi anh em ơi. Rồi, ok, cái vũ khí này sẽ mạnh nha anh em ơi. Đó, mạnh với cái set đỉnh quốc nữa thì ok luôn. Rồi, bọn đường rồi đó. Rồi, quá đẹp. Đó, set đồ này nè. Đó, chọn 40. Trong 40, 80. Rồi khăn lôi. Khăn lôi. Đó. Rồi ok. Anh em trong lòng hồ chơi nha. Chuẩn bị bảo trì nên là không lên đảo kiểu em ơi. Đó. Rồi hẹn em ở những video khác tiếp theo nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.